Hi, xin chào mọi người. Hôm nay cũng là đã lâu lắm rồi thì Long Bùi mới lên lại một clip do trục trặc về chơi thể thao của em Long Bùi, nên em Long Bùi đã bị dây chằng trong quá trình đá banh, nên không thể nào lên clip được, chỉ có ngồi tại nhà trong vòng nửa tháng. Thì hôm nay đã bắt đầu làm việc lại, thì cũng có nhiều người chú người anh đã gọi điện hỏi thăm và cũng ủng hộ Long Bùi, tại vì đã mua một Long Bùi rồi thì đã biết những cái sản phẩm bên của Guitar Long, của hàng Nhật đấu giá của Guitar Long. Thì hôm nay tranh thủ làm một cái clip 6 cây đàn Yamaha, mà trong đó có những cây của những người chú người anh đang hỏi mình, thì mình tranh thủ mình làm cái clip này để giới thiệu, thì sẵn tiện mình làm luôn để giới thiệu đến mọi người những cái trong đó có những cây đàn của Yamaha cực kỳ đẹp trong cái lô đấu về này. Những ngày Long Bùi làm việc thì về rất là nhiều hàng, có Yamaha, có Moritz W40, W50, Yamaha thì có được một số cây classic, một số cây acoustic đó, ha, cũng rất là đẹp. Bây giờ Long Bùi sẽ giới thiệu 6 cây để cho mọi người dễ dàng lựa chọn, thì cũng không phải đỡ mọi người phải chờ đợi lâu, thì Long Bùi sẽ giới thiệu liền cho mọi người ha. Đây là cây Yamaha CB300 nha, một cái đàn cực đẹp. Đây là bộ khóa của Yamaha CB300. Đây là mặt top của cây Yamaha CB300 nha, rất đẹp. Đây là có giá là 6.500.000. Hôm trước mình về là những cây Yamaha CB300 là có giá 7.000.000, nhưng mà cây này chỉ có giá 6.500.000 thôi. Cũng đẹp tuyệt vời. Cây này cần cũng thẳng, gọi là action thẳng là 100%. Đó. Tất cả những hàng bên Guitar Long á, tùy theo cái lô đấu, tùy theo cái đợt đấu ha, cho nên mọi người khi nào mà được giá thấp thì Long Bùi sẽ làm được cái giá thấp nhất, tốt nhất có thể cho mọi người. Và cây đàn này là cây Yamaha CB300 mà cái cần đàn của cây này là đẹp xuất sắc nha mọi người ha. Cây đàn action rất là thấp. Cây đàn action rất là thấp. Nên ai mà sở hữu cây này thì chơi là tuyệt vời ha. Yamaha CB300 mình có đánh dấu là mã số 1 ha. Rồi, ok. Cây Yamaha CB300 là nó có cái khay đi luôn. Em cho anh xem cái khay. Cái khay của cây Yamaha CB300 đúng không? Đây là cái hộp đựng của cây Yamaha CB300 nha. Tuyệt vời. Có mọi đi không? Chỉ ngồi chơi ha. Đây là cây Yamaha C400. Đợt này về có một cây nữa ha. Này, dây rồi họ thay bên đó họ chơi, họ dây rồi nó chưa có được setup, chưa thanh chỉnh gì hết. Những cây này là mình chưa vệ sinh nha. Cây C400 này thì cái mặt của họ chơi thì có những cái dấu gõ vân tay ở đây. Đây mình quay kỹ cho mọi người này, đó có dấu gõ vân tay ở đây. Thì nó không có được đẹp như những cái cây nó không có đẹp giống như cái cây C400 mà của mình về lúc những cây mà mình về giá 10.000.000. Đó, những cây đầu tiên của mình về giá 10.000.000 là những cây C400 đẹp cực đẹp, nhưng mà cây này á nó không có được đẹp về cái bộ mặt của lưng hông là tuyệt vời. Đó, lưng hông là tuyệt vời ha. Thì cây này C400 này thì cái cần của nó cũng thẳng là tuyệt đối 100% của cây C400 action rất đẹp, rất thấp luôn. Nhưng mà cây này cái mặt nó hơi xấu một tí nên giá nó chỉ có 8.500.000 thôi. Cho nên mọi người nếu ai mà chơi về dòng C400 thì cũng biết về cái âm thanh của C400 rồi. Đây là cái bass của dây C400. Thì giá của C400 là nó từ 10 đến 11.000.000 một cây mà hàng đẹp. Đó, còn cái cây này thì cái mặt nói chung nó sẽ không có đẹp đẹp, là do họ chơi họ gõ vào này thôi, chứ không có gì hết. Còn mọi thứ trên cây đàn là rất là tuyệt vời nha. Còn mình chơi, nếu anh em nào thích cái dòng C400 thì có thể sở hữu cây Yamaha C400 này về để chơi nha. Đây là một khóa zin của Yamaha C400 này.
đây là cái tem của cây C400, chỉ duy nhất có một cây thôi nha mọi người, một cây C400 thôi, cho nên ai chơi thì cũng có thể sở hữu được cây Classic này, tại vì dòng C400 là một dòng cực kỳ hiếm nha. Rồi, anh cho anh xem cái hộp của cây C400. Đây là cái hộp của cây Yamaha C400 nha mọi người. Tiếp theo, cây C400 là mã số của cây đó là cây số 2 nha. Đây là cây Yamaha FG300D, cũng rất là đẹp. Cây này là què là không có hộp. Què là không có hộp nha, què không có hộp. Đây là cây Yamaha FG300D là cây dây sắt. Đây là cây sắt. Đây là cây Yamaha FG300D, một cây đẹp, chưa gọi sức gì hết nhưng mà rất đẹp. FG300D, cây này là không có hộp, không có hộp nha mọi người, nhớ nha. Nhưng cây này không có hộp bộ khóa của Yamaha FG300D. Ba reaction của những cây Yamaha bên mình tuyệt vời. Cây này là có ti, nó có ti chống công cần ở bên trong luôn. Nhưng mà cần đã rất đẹp rồi, cho nên mình chỉ set up lại cái bar action thôi và thay dây cho mọi người thôi. Cây Yamaha FG300D này giá chỉ có 6 triệu thôi. Và mọi người nhớ là cây Yamaha này không có hộp. Khi anh em nào mua thì cây này sẽ được tặng theo một cái bao da của Yamaha nha. Mình sẽ tặng theo cho mọi người một cái bao da của Yamaha. Ở đây là mặt top của cây đàn. Mặt top của cây đàn rất đẹp. Hôm trước mình về những cây Yamaha FG300D có hộp đẹp như thế này thì giá nó là 7 triệu. 7 triệu thì cây này chỉ có 6 triệu thôi. Rồi. Đó là cây 300D mã số là mã số 3. Đây là cây FG300M. 300M nó ngang với dòng của FG300D ha. Ngang với dòng FG300D, đây là bộ khóa của Yamaha. 300M nhé. Cây 300M này thì nó cũng ngang bằng với cây 300D. Mà nó cũng chỉ có giá 6 triệu thôi. À, cái mặt lưng của cái đàn này, nó, mặt lưng nó thì màu nó hơi nhà nhà thôi, chứ không gì hết. Màu nó hơi nhà nhà. Mặt lớp rất đẹp, yeah, quăng đối xứng. Cái này thì nó có hợp nha. Cái số 4, 300 mà. Cái này âm rất hay. Nó có cái hộp khay của nó đi theo này, mình sẽ cho mọi người xem cái khay của cây số 4 này ha. Okay. Bên ngoài mình là vẫn đang là có khách. Lúc nào mọi người mình quay video này, mọi người xem là bên cơ sở sản xuất đàn guitar lông khách đang tấp nập. Đây là cây Yamaha FG251, chỉ duy nhất một cây 251 trong cái lô này. Vẫn tuyệt đẹp, cực đẹp luôn. Mọi người xem nè, Yamaha. Yamaha FG251 có giá là 5 triệu nha mọi người ha. Cây này cũng là cây số 5 luôn, mặt top rất đẹp. Top của cây này là rất đẹp nha, sáng đẹp. Lightning. Đó. Mình chỉ giới thiệu cho mọi người xem và hình thức của cái đàn thôi, còn ví dụ như ai cần test thì mình sẽ test, mình gửi video ha. Đây là bộ khóa của Yamaha, nhưng mà những cây mà do chính tay Long Người được chọn và set up thì mọi người yên tâm ạ, 100%. Cái này cần rất đẹp, những cây Yamaha mà Long Bùi, khi mà Long Bùi đã đấu về rồi là buộc cái cần nó phải đẹp. Tại vì dòng Yamaha là đa phần là cái cần của nó cong cần. Mà cong cần của Yamaha rất khó chỉnh, cho nên Long Bùi ưu tiên là ưu tiên cần, cần đẹp. Tiếp theo là cây số 6, là cây cuối cùng. À, đây là cái hộp của cây 251 nha. Hộp 251. Hộp cứng ha. Đây là cây số 6, cây cuối cùng là cây 250.
250 nha. Rất đẹp. Đó, đây này chỉ có dây, một khóa của Yamaha luôn. 250 này chỉ có giá 4,5 triệu thôi. Là cây cuối cùng ha. Đó, là trong cái tầm giá mà mình làm được thấp nhất cho mọi người. Cho mọi người ai còn có điều kiện, cho những cái cao cấp mà thích những cái dòng của Yamaha thì có thể sử dụng được những cây của bên cơ sở sản xuất tay Guitar Long, do chính tay Long Bùi là một người chủ, người thợ đấu giá về để cho mọi người dùng. Long Bùi cũng sẽ cố gắng làm những cái video clip về những cây đàn custom của Việt Nam mình, mà do bên cơ sở, những đội thợ, những người thợ tay nghề cao, và Long Bùi sẽ xin hứa là sẽ cố gắng quay những công đoạn, quay những cái lúc thợ mộc, thợ sơn, làm tất cả để cho mọi người cả nước mình có thể hướng đến một Guitar Long được tròn vẹn và chu đáo. Đó là cái mà Long Bùi muốn nói đến. Đây, cho xem cái hộp đi, cho xem cái hộp của cây 250 này đi. Đây là những cái hộp, những cái đời thấp thì nó có hộp theo nhưng mà nó sẽ không có đẹp ha, không có đẹp. Đó, cái này là cái hộp của nó, là nó có hở này, nhưng mà trong cái chân nếu mà khi mình chọn á thì bên mình sẽ dán lại cho mọi người, để cho cái hộp nó được hoàn thiện. Cái hộp này là chống qua đắp khi mọi người vận chuyển hay đi máy bay rồi đó ha. Nó hộp nó sao đi về sao thì bên mình đỡ quậy thôi. Còn ví dụ như ai không lấy những cái hộp này á thì nói mình sẽ tặng một cái bao riêng của bên Guitar Long để mình đổi cho mọi người, để mọi người dễ dàng mang ha, dễ dàng mang. Cũng xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ Guitar Long trong suốt thời gian qua, chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Và Long Bùi cũng đã trở lại làm việc và sẽ làm lại tiếp tục hàng ngày những video do chính tay Long Bùi làm. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.